Sau 3 ngày xét xử, phiên xét xử sơ thẩm đại án Việt Á với 38 bị cáo đã kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận với quan điểm luận tội của đại diện Viện Kiểm sát và phần bào chữa của các bị cáo cùng các luật sư. Viện Kiểm sát đánh giá một số bị cáo đã tha hóa biến chất, thông đồng cùng tham nhũng có hệ thống. Riêng hành vi của ông Nguyễn Thanh Long kéo theo sai phạm của nhiều người khác. Theo đó, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị 19-20 năm tù về tội nhận hối lộ. Cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc bị đề nghị 3-4 năm. Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh bị đề nghị 3-4 năm tù. Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Việt Á bị đề nghị 15-16 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 15-16 năm tù do đưa hối lộ. Cùng tội danh, cấp phó Vũ Đình Hiệp 16-18 năm tù. Hôm nay, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng Dương Đình Hợi, 37 tuổi và Huỳnh Văn Sang, 29 tuổi để làm rõ về hành vi mua bán vận chuyển hàng cấm theo quy định tại Điều 191 Bộ Luật Hình sự. Đây là hai đối tượng bị phát hiện bắt quả tang đã vận chuyển tàng trữ tổng cộng gần 575 kg pháo nổ vào chiều ngày 3 tháng 1 tại xã Đắk Nia, thành phố Giang Nghĩa. Đây là khối lượng pháo nổ bị phát hiện xử lý lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, các chiến sĩ công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với công an xã Đắk Nia phát hiện hai đối tượng Hợi và Giang đang có hành vi vận chuyển 500 kg pháo nổ đi giao cho khách hàng. Mở rộng điều tra khám xét nơi ở của hai đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm gần 75 kg pháo nổ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông mở rộng điều tra xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an cho biết là năm 2023, toàn quốc xảy ra 3.440 vụ cháy, làm chết 146 người, bị thương 109 người. Thiệt hại về tài sản sơ bộ ước tính khoảng 878 tỷ đồng và 236 hectare rừng. So với năm 2022 thì năm 2023, số vụ cháy tăng 206 vụ, tăng 27 người chết, tăng 19 người bị thương. Thiệt hại về tài sản tăng 244 tỷ đồng. Về nguyên nhân các vụ cháy, có 1.345 vụ do sự cố hệ thống thiết bị điện. Do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt là 340 vụ. Các nguyên nhân khác đều chiếm dưới 10%.